chào tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Mission Thiện. Anh Nhân Aseo Mission Nim Nita. Quay trở lại phần 32 ngày hôm nay đó quý vị, thì tôi có hứa với lại tất cả quý vị khán giả là sẽ trả lời anh Thành Gita, bạn thân của Hồng Phượng nha quý vị. Thì để tôi trả lời cho anh vừa lòng, tôi sẽ làm riêng một cái clip này để dành trả lời anh Thành Gita. Nhưng mà đầu tiên thì tôi sẽ mở đầu với lại cái những cái bình luận để lại ý kiến của anh nghệ sĩ Kim Tử Long nha quý vị. Vì thật ra là anh Kim Tử Long cũng đã lên xin lỗi, nhưng mà cái xin lỗi này thì cộng đồng mạng họ không có đồng ý và họ cũng không có hài lòng. Tại vì anh Kim Tử Long là một người lớn, cha chú rồi, nó không phải là cái lớp trẻ mà bồng bột nữa. Cho nên là nói chung là anh tự làm tự chịu. Vì cái vấn đề ví dụ như anh cho rằng là anh đã xin lỗi Hồng Loan đó, thì Hồng Loan đã tha thứ cho rồi, nhưng đó là vấn đề Hồng Loan. Tại vì Hồng Loan thì nó hiền từ nào tới bây giờ. Còn vấn đề những người khán giả mà người ta đã yêu thương, thật sự ra là anh Kim Tử Long cũng có rất là nhiều người khán giả yêu thương chứ bộ. Nhưng mà qua cái câu chuyện này thì anh đã mất điểm trong lòng của họ rồi. Cho nên dù anh có xin lỗi đi chăng nữa thì khán giả, những người yêu thương anh đã không có còn yêu thương anh giống như lúc trước nữa. Thì cái đó anh cũng phải chịu thôi quý vị. Thì đầu tiên tôi sẽ chia sẻ về cái bình luận của một vị khán giả 60 tuổi để lại trên kênh. Có một cái ý kiến để lại như thế này đây quý vị. Tôi đã 60 tuổi, cảm ơn Mission Thiện phân tích rất hay. Thay lời muốn nói của khán giả và cộng đồng mạng đang bức xúc khi đứng ra bảo vệ yêu thương Hồng Loan. Vấn đề phức tạp của gia đình nghệ sĩ Vũ Linh đã kéo dài hơn 2 tháng. Từ đầu cho đến đuôi, câu chuyện lồ lộ phơi bày trần trụi đúng sai rồi. Vậy mà bậc cha chú như Kim Tử Long cho đến giờ không hiểu, không điếc không mù, lại vô tư tung tăng nhảy vào ăn nói so sánh. Câu chuyện quá trùng hợp. Người khi nói chuyện trước ống kính và công chúng phải biết nói thế nào, ứng xử ra sao. Không cần phải nói, trước kia tôi rất mê giọng hát hay, có duyên của nghệ sĩ Kim Tử Long. Thông qua vấn đề này tôi lại hiểu thêm, nghệ sĩ có tài cần phải thêm có đức và có tâm mới xứng đáng để ngưỡng mộ. Mới xứng là nghệ sĩ nhân dân, đẹp trước ống kính, còn phải đẹp ở đức tính. Uổng cho Kim Tử Long là một nghệ sĩ ưu tú, giờ tôi thấy không xứng. Kim Tử Long có tài nhưng lại không có tâm và có đức. Muốn bước tiếp theo con đường của mẹ con Hồng Nhung và Hồng Phượng, tài nhưng không ra gì, và cái đức cộng với cái tâm cũng không có. Rất phí khi được trời ban cho một sắc dốc tốt và được may mắn là con cháu của nghệ sĩ Vũ Linh. Ông Hoàng Cải Lương được khán giả nhân dân tôn vinh và ngưỡng mộ, được cái kén tốt đẹp như vậy mà không chịu tận dụng để hóa bớm, mà lại đi tìm đường ngang ngõ tắt, hóa thành côn trùng ăn bám. Ừ nha, con đường này cũng mau nổi. Chỉ có 3 tháng mà nổi tiếng lẫy lừng từ trong nước đến ngoài nước luôn nghe. Nhưng có ý nghĩa là người ta nổi tiếng lan tỏa ánh sáng hào quang. Còn mẹ con của Hồng Nhung, Hồng Phượng thì nổi tiếng cái xấu lan tỏa đến đen thui. Tắt đài đến đó. Ví dụ như đài truyền hình Vĩnh Long, đài truyền hình HTV. Còn có nhóm bạn bè độc thân nữa. Có thương mẹ con Hồng Nhung, Hồng Phượng thì cũng khéo khéo một chút. Kẻo lại bị ám hào quang lan đến là đen thui cả đời đó. Thì cái bình luận của vị khán giả này đó quý vị thì rất là đúng ý với lại Mission. Tại vì nếu như mà đã là em cháu của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh á, thì chỉ cần mà anh mất đi, anh chỉ cần để lại cái danh thôi là mình đã hưởng được cái phước rất là nhiều rồi. Đã có một cái kén tốt rồi thì phải tạo cho mình để hóa thành một con bướm thật đẹp. Nhưng mà gia đình em cháu của nghệ sĩ Vũ Linh á, thì lại là không có chọn hóa thành bướm mà lại chọn là hóa thành côn trùng. Nói chung là người khán giả ví von như vậy đó quý vị. Nhưng mà thật sự là mình nghĩ như vậy, nhưng không hẳn là mẹ con của Hồng Nhung, Hồng Phượng và gia đình của chú Bảy Tiểu Linh suy nghĩ như vậy quý vị. Tại vì họ chấp nhận làm con trùng, tại vì họ nghĩ rằng là cái tài sản đó của anh họ là để cho họ, chứ không thể nào mà để cho một mình Hồng Loan được. Cho nên họ nghĩ rằng cái việc dành của họ là đúng, chứ họ không có nghĩ là sai quý vị. Còn những người mà yêu thương mà binh vực mẹ con Hồng Nhung với lại Hồng Phượng thì cũng nên coi chừng. Tại vì là cái vị khán giả này cũng rất là yêu thương nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long nha quý vị. Nhưng mà sao về cái vụ này á, đồng ý là Kim Tử Long từ chối là không có binh vực ai cả, chỉ là người đứng chính giữa thôi, không có ám chỉ ai cả. Nhưng mà khán giả người ta nhìn vô thì người ta nhìn bằng cái cách khác, nó không giống như là anh Kim Tử Long đã nói. Cho nên là anh đã mất điểm trong khá là nhiều những người khán giả đang hâm mộ. Ví dụ giờ anh Vũ Linh đã mất đi rồi thì hiện tại bây giờ là anh Kim Tử Long cũng có dạng là đứng cũng nhất nhì trong cải lương, chứ đâu phải chuyện tầm thường đâu quý vị. Nhưng mà vì những cái mà anh xía vô như thế này, anh đã làm mất điểm. Cho nên là cái vị khán giả này khuyên, nếu như mà bạn bè thân thuộc nào đó mà trong nghề mà nếu có binh thì cũng binh khéo khéo một tí xíu, hoặc cũng đừng có ra mặt. Chứ nếu như mà ra mặt á, là coi như là cũng xong đời. Tại vì á, khi mà đài truyền hình Vĩnh Long mà chiếu Hồng Phượng cũng bị khán giả tẩy chay, rồi đến đài truyền hình HTV cũng bị khán giả tẩy chay. Tại vì những cái chương trình phát ra để làm gì? Phát ra là để phục vụ cho khán giả, mà khán giả không coi thì phát cho ai, đúng không quý vị?
Thì những người bạn bè trong nghề nghệ sĩ cũng vậy, nếu như muốn binh Hồng Phượng cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ. Vì thật sự ra trong câu chuyện này tôi khẳng định rằng là Hồng Phượng với mẹ con Hồng Phượng là sai rõ ràng. Cái việc tranh giành vậy là sai, chứ không có nói là khách quan đứng chính giữa gì hết trơn. Thấy rõ ràng là Hồng Nhung với Hồng Phượng sai rồi đó quý vị. Rồi bây giờ tôi đọc thêm một cái bình luận nữa, rồi bắt đầu mình đi vào cái vấn đề anh Kim Tử Long có nói như thế nào nha quý vị. Sau khi mà ồn ào bị khán giả phải nói rằng là lên án quá mức, cho nên là anh phải lên xin lỗi rồi phải trần tình đồ này kia, thì có nhiều người khán giả người ta cho rằng là anh Kim Tử Long là người hai mặt ba phải gì đó. Đó thì cái này tôi không có bàn cãi, để cho khán giả tự nhận xét nha quý vị. Bình luận thứ hai để như thế này quý vị: càng lúc càng thấy thương chị Hồng Loan, không có anh Vũ Luân khơi ra mọi chuyện, chị Ni luôn kề bên, cộng đồng mạng luôn ủng hộ. Chắc giờ này á, gia đình của chị đi ra ngoài đường rồi. Bà Sáu thâm lắm, bà nói chị Hồng Loan đấu không lại bà đâu. Thì thật sự là nếu như mà trong cái vụ việc này đó quý vị, mà không có anh Vũ Luân và không có cộng đồng mạng đứng lên binh vực, thì chắc có lẽ Hồng Loan ra đường thiệt đó quý vị. Tại vì Hồng Loan chắc chắn không đấu lại cô Sáu đâu quý vị. Vì không phải chỉ một mình cô Sáu, mà có rất là nhiều Hồng Phượng nè, rồi chú Bảy nè, nguyên, gọi là phải nói là nguyên một cái tập thể luôn đó quý vị. Thì Hồng Loan nó khờ làm sao nó đấu lại. Nếu như không có tiếng nói của cộng đồng mạng quá mạnh, nếu như không có anh Vũ Luân rồi em Ni ở bên cạnh, thì tôi nghĩ chắc Hồng Loan ra đường thiệt đó quý vị, chắc chắn luôn đó. Thì trong câu chuyện gia đình của anh Vũ Linh, thì chuyện đời tư của cô Sáu thì cũng có yêu qua rất là nhiều người trong nghệ sĩ nha quý vị. Ví dụ như là anh Linh Tâm, mà tại sao anh Linh Tâm cũng không có binh cô Sáu Hồng Nhung? Rồi trong đó là anh Thanh Tuấn cũng tại sao không binh cô Sáu Hồng Nhung, là cũng phải hiểu lý do tại sao rồi. Dù sao ví dụ cũng một thời yêu nhau, thì giờ người yêu người ta gặp vậy người ta phải binh chứ quý vị, đúng không? Mà tại sao không binh mà lại vẫn nghiêng về phía Hồng Loan, con của anh nghệ sĩ Vũ Linh? Tại vì người ta nhận thấy rằng là cô Sáu Hồng Nhung làm sai rõ ràng, cái việc đó quá sai luôn. Thì bây giờ có một cái bài hát sáng tác ra để mà hát tặng cho Hồng Loan. Thì cái bài hát nó rất là dài, cho nên tôi chỉ chia sẻ một cái đoạn ngắn là chỉ có một phút thôi quý vị. Và tôi chia sẻ cái đoạn mà tâm điểm mà rất là hay và cảm thấy rất là xúc động nha quý vị. Thì tôi mời tất cả mọi người cùng nghe nha. Đây là di nguyện cuối cùng ba gửi lại cho con. Ngôi nhà mà ba tạo dựng bằng mồ hôi và nước mắt, nay ba để lại cho con cố gắng giữ gìn làm nhà từ đường để phụng thờ tổ tiên ông bà và các bác nha con. Còn mảnh đất ba dành dụm bấy lâu nay ba cho con, nếu khi nào cần con hãy bán đi lấy tiền làm vốn để sinh nhai. Ba để lại cho con một tài sản vô giá, đó là tình thương yêu của khán giả xa gần. Con ơi, tay ba đã rung, mắt ba đã mờ, ngày ra đi không còn xa nữa. Nơi vật giới ba sẽ đổ cho con bình yên hạnh phúc bên cạnh chồng và những đứa con ngoan. Cái đoạn cuối của anh Tuấn này hát rất là hay quý vị, phải nói rất là cảm động. Tại vì là cả đời ba làm, ba để lại tài sản cho con. Cái căn nhà đó là để làm từ đường, và cái miếng đất đó con có thể bán đi để mà làm kế sinh nhai, để sinh sống, để nuôi các cháu ngoại đồ này kia. Hợp lý quá trời quá đất luôn mà, của con người ta, của cháu ngoại người ta mà, tại sao mà cứ vô giành hoài vậy hả cô Sáu với chú Bảy? Thật sự mà nói là cái việc phải nói rằng là cô Sáu với lại chú Bảy đi ngược dòng, phải nói là mất đạo đức vô cùng luôn đó quý vị. Thì cái bài hát của cái anh Thanh Tuấn này hát rất là hay nha quý vị. Đây là mồ hôi, là nước mắt ba đã làm dành dụm. Thì cái mồ hôi nước mắt hồi cái lúc còn trẻ đó thì anh Vũ Linh đã cài. Có cái bài báo mà tôi đã chia sẻ trong cái phần 31 rồi đó quý vị. Anh Vũ Linh nhiều khi quay suốt đến nỗi mà 15 ngày trời, mà nửa tháng luôn đó quý vị, mà không có chùi cái mặt là biết cỡ nào rồi đó quý vị. Là phải nói là sức cài như là sức trâu luôn. Mà cài ra như vậy để làm gì? Trả nợ cho các em. Còn bây giờ chỉ còn gì? Còn có một căn nhà với lại miếng đất mà cũng dành với con ta hay sao? Rồi bây giờ tiếp theo tôi mời tất cả quý vị khán giả nghe cái video clip của anh Kim Tử Long lên trần tình và xin lỗi nha quý vị. Thì mời mọi người cùng nghe nha. Nghe xong cái vấn đề của anh Kim Tử Long đi, rồi sau đó tôi mới nói về cái anh Thành guitar này nha quý vị.